Thành phố Đà Nẵng hoãn tiêm vaccine phòng COVID-19 do học sinh, học viên khối lớp 8, lớp 9, ban đầu dự kiến vào ngày hôm nay ngày 11 tháng 11. Sở Y tế, Sở Giáo dục Đào tạo và Công an Đà Nẵng tiếp tục họp bàn để thống nhất mã định danh cho đối tượng tiêm chủng là học sinh, học viên. Trong đó, Sở Giáo dục Đào tạo cần cung cấp thông tin đầy đủ về học sinh, học viên như họ và tên phụ huynh, ngày tháng năm sinh để đảm bảo mã định danh của học sinh, học viên không bị trùng lặp. Khi có mã mới, sẽ triển khai tiêm để tổ chức quản lý chặt chẽ, thống nhất cơ quan đầu mối, chủ trì việc cấp và quản lý mã định danh để tiêm chủng cho trẻ.